Vâng, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Hiệp Vi. Và hôm nay chúng ta sẽ có một giải đấu cực kỳ là nguy hiểm với sự có mặt của Kiên Bài Tư, Này Mẹ, Hà Đét, Ba Ca. Vâng, và chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ, đó chính là đấu tự chiến. Và lần này nếu như mà ai thua thì chúng ta sẽ đón nhận được một dĩa. Một dĩa. Trước mắt thì mình phải cho hửi một xíu này nè. Thôi thôi, đã chảy nước miếng rồi. Mà làm đó. Thôi anh ơi, toàn anh ơi. Thì luật chơi sẽ như sau: nếu như ai thua trận đấu tự chiến này thì sẽ ăn hết cái dĩa chanh này. Nani? Ăn hết một thời gian. Đây có được có 6 miếng thì mỗi người anh làm trước cho coi nè, thấy không? Chanh này đúng không? Này, sau đó bây giờ còn nè 6 miếng đúng không? Thì mỗi người 3 miếng chứ nhiêu nè, thấy không? Chấm muối nè, thấy không? Chấm đó hả? Nè. Chảy nước miếng. Không được làm được. Trời ơi. Anh ơi chơi gì không được. Ôi dồi. Ok. Và các bạn là chúng quay bị máy trên tay chưa? Rồi. Okay. Và chúng ta sẽ là người chiến thắng. Và đội hình đầu tiên đó chính là Ba Cà và Hà Đếp. Đội hình thứ hai sẽ là Kiên 74 và cùng với đó là NGM. Chúng ta bắt đầu vào trận thôi. Vào đi. Vào. Vô. Lên, cố lên. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là Kiên 74 và cùng với đó là Nagame. Với lý do vì sao tôi cũng không biết, tại vì sao Nagame lại sử dụng ạc của Phú Đại TV. Cái này có thể là một pha BR cực mạnh đến từ vị trí của Nagame. Trong khi đó thì 3K với khẩu MP5 của mình và cùng với đó Hades dựng lên cho mình rất là nhiều bom kèo ở đây. Còn thằng Ba Ca không có được kèo. Đừng la lớn hả? Nó rồi ta. Tiếp tục thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Nagame trong vai của Phú Đại TV, How to the Field. Tôi sẽ bình luận như thế nào đây? Dựng lên bom kèo cực kỳ đẹp, đó chính là bom kèo hàng băng. Phải không? Đâu rồi? Ôi, một pha headshot đến từ vị trí của Phú Đại lấy đi khá là nhiều ấy lộn. Nagame lấy đi khá là nhiều máu. Trong khi đó thì Nagame đang rất là yếu. Yếu lại với bộ đồ của nó cực kỳ dễ thương. Em bắn cái đầu lại nhiên rồi. Bắn anh cái mềm quá rồi, ghê thôi. Vâng, tiếp tục đó là những pha lùi về đến từ vị trí của Nagame. Trong khi đó Kim phải lùi với khẩu phân xuân của mình. Đi rồi, còn kia anh bên cánh trái và tiếp tục đẩy lên thấy vào vị trí của Ba Ca. Ba Ca Hades đang lùi về, đang chụp vào vị trí của Nagame nhưng mà không nhận máu được bao nhiêu cả. Phía vị trí của Hades gục được một Kim rồi, đó là Kim là phải gục xuống. Trong khi đó thì Hades là người phải nằm xuống trước nòng súng của Nagame và đó là cái chiến thắng. Tiếp tục chúng ta cũng có thể thấy rằng là vẻ mặt buồn bã đến từ vị trí của Nagame và Kim 74. Ôi vậy? Ôi dầm cái sắp. Không buồn. Có xe đá không? Cho hả? Có, xe hết. Không. Có. Có chứ. Bên kia không có xe hết, kia không cho xe hết. Chơi. Trời ơi. Chơi mẹ sao chơi. Nhìn vào lượng trang bị thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Nagame có thần sân, Kiên 74 có thần sân, Hades và cùng với đó là Ba Ca sử dụng cho mình MP5 và cùng với đó N95 và MP5. Dường như cặp đôi Hades Ba Ca rất thích MP5. Bởi vì nó rất là mạnh. Kiên chẳng phải. À đây rồi. Đã có tiếng súng nổ ra đến từ vị trí của Kiên 74. Ê, có đầu kìa. Ừ đây. Tiếp tục vị trí của Nagame đang có một góc tầng và nhảy ra bắn vào vị trí của đối phương nhưng bom kèo bị kẹt. Thế là Nagame bị kẹt. Trong khi đó thì Kim 74 là người ở ngoài, anh ta là người bị kẹt. Mẹ ơi, em rồi. Và đó là hai câu đến từ vị trí của Ba Ca. Nó đặt em dính vậy nè.
anh cảm cho lưng bị móc bị chơi hai người bắn luôn na cả phải chết rồi dễ quá hai thằng bắn từ từ thôi ba ca em dựng cho kèo này những cái gác là biết nói là tại sao bây giờ biết nói là tại sao khi mà tụi mình phối hợp quá ăn ý. Tôi nghĩ rằng bây giờ nếu như mà Nagime và Kim 74 chơi chiến thuật tâm lý thì có thể là đánh thắng được Hades và Baka. Một pha bút tâm đến vị trí của Baka lấy đi khá là nhiều máu của đối phương. Kim 74 thấy được vị trí của Hades. Hades cũng thấy được vị trí của Kim. Đây này, nó đến. Bắt lên kìa. Baka đang đẩy lên với khẩu súng của mình. Baka đang làm gì đây? Kim 74 đâu rồi? Đang bị bắn rất là nhiều máu tụt như công văn, khá là nhiều bom keo. Trong khi đó thì Nagime đang có mặt ở trên kéo đầu không thành công đến từ vị trí của Nagime. Bắt anh kìa, hai đứa nó chạy kìa. Baka nằm xuống đến từ vị trí của Nagime. Thấy được vị trí của Baka, dường như Baka đang muốn móc lên. Baka đã lên gần tới rồi. Tiếp tục dựng bom keo lên và nhảy ra sấy, dựng bom keo cực kỳ nhanh đến từ vị trí của Baka. Bắt đầu luồn lách qua bắn thẳng vào vị trí. Như vậy đuổi theo Nagime. Nagime phản đam lại Baka tiếp tục. Vị trí của Kim thì sao? Kim và Hades đang vỡ và đó là cái gì đầu tiên đến từ vị trí của Kim. Đang chạy lên cover cho đồng đội của mình, đó chính là Nagime dựng bom keo lên đứng từ vị trí của Kim. Trong khi đó Baka chỉ còn lại vài máu nữa mà thôi. Và ai? Ai? Đem nào? Em quên mua nắm. Mình cũng quên sau. Em quên mua nắm. Mua gì không? À bên này mình như mình có lợi không đúng không? Sao nhưng mà cái này thì ai nhường thì đâu tại em đặt cái là nhiều keo mà. Như vậy là chị như vậy là chỉ số của chúng ta đó chính là được rút ngắn lại là 1-2 nghiêng về vị trí của Kim 74 và Nagime. Tôi yêu cầu Nagime lần sau sử dụng ạc của mình để tránh khỏi bình luận viên hỏi thắc mắc là vì sao là Phú Đại lại vào bắn. Yeah. Và chúng ta ở đây Kim 74 mất khá là nhiều máu. Đã không đông kêu nữa. Hades đẩy lên với khẩu M1887 của mình. Hades sẽ làm được gì đây? Tiếp cận gần tới rồi và tiếp tục nhảy lên và nhảy qua bắn bóng của Nagime. Nagime đang bối rối tại tiếp tục vị trí của Kim thì làm đây dựng lên bông keo lại mất đi khá là nhiều máu. Ôi, tôi không bị lộn nữa đâu. Mệt quá. Nagime đã phải nằm xuống rồi. Em bắt đầu ngay nha. Đừng mua keo nhé. Ăn chanh đi bạn ơi. Hai bên nhau vẫn nhá. Bên nhau bạn nhá. Nãy em ui bì bì delay trăm mười mấy nè. Ok, tiếp theo trận đấu tiếp theo. Mọi người tự giao tiếp với nhau nha. Ê, ra đây này. Không ma nữa. Thế là hiểu em. Đầu nè, quay qua bợp đầu cái gì đó. Tự giao tiếp với nhau đây. Đây, nào rồi đây. Ra đây đây. Chơi là chơi tàn hình đấy. Ở đây đây là chúng ta. Vâng, như vậy là không phạm luật. Đừng chơi mà lại không được rồi. Chúng ta chưa giao vấn đề này. Như vậy là không phạm luật. Chưa giao nè.
Bây giờ mới giao. Bây giờ là cấm đụng vào người đối thủ trong khi đang trận nha. Như vậy là cấm đụng vào người đối thủ trong khi đang bắn game. Mình thì lấy quan rồi. Không sao, nó được. Đâu rồi? Chưa thấy nha. Cấm đủ cho một cấm chèn. Đây ta. Yếu. Yếu sao không ta? Không bơi ta. Từ đợi em. Không sao anh luôn được. Trời ơi, đéo ra kìa. Sắp ba cao rồi. Ê. 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 Rồi và đây là trận cuối cùng quyết định ai sẽ ăn danh. Trời ơi, phải chết rồi. Trời ăn danh mà. Đúng ăn vàng luôn, bể đúng bể luôn. Ê, có cục gì rớt tới đất này, như liêm sỉ của Na Na ơi. Không. Không có gì nữa, chơi chụp tay người ta. Bà nói cho em ăn hay. Thôi đi, bắn cái thằng đứng liêm. Đâu có phạm luật đâu. Hay quá. Vâng, cái đó là chưa giao. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con cô bác hai họ gần xa, thì kính thưa các bạn trẻ đã có mặt trên TV, thì cái vấn đề này chúng ta chưa giao nên bây giờ giao lại là không được đụng vào người đối thủ. Vâng. Các bạn tiếp tục, đây là trận cuối cùng các bạn, ai sẽ là người ăn chanh tiếp theo. Nếu như 74 cùng với đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng bà Ca và tiếp theo Hades và Phú Đại TV đó lại là quảng cáo nữa rồi. Yêu cầu Nagame lần sau nghiêm túc vào không ăn này. Thấy chưa? Vô Na đi móc anh. Không sao, móc xong không sao rồi, móc đi. Na này Na móc. Rồi, đúng rồi. Như vậy là móc được King rồi, chỉ còn lại Nagame. Và rồi, Nagame có lật được trận đấu ngày hôm nay hay không đây? Một pha công ẩu, không một pha chạy hơi đến từ vị trí của King dẫn đến vị trí của Nagame đang bắt đầu thấp thỏm. Rất khó cho Nagame khi 3K bắn vào Nagame. Tiếp tục Nagame nhảy ra xây xa. Này thì ăn gian với chúng tôi à? Như vậy cục diện trận đấu đã xong thì chúng ta cũng có thể thấy 4-0 nghiêng về vị trí của Barca Hades. Vâng, và đội ăn chanh ngày hôm nay chính là Nagame và cùng với đó Kim 74. Sao mặt buồn vậy em? Vui lên đi em, vui lên đi em. Trời ơi, okay, thua tiếp nhận thua. Lâu lâu ăn chanh bữa làm gì ghê nhở? Chua quá. Xin mời mọi người lựa chọn ba miếng. Ok. Ăn chua quá. Ok, em có thể lật hộp ra hay gì đó. Rồi ăn cả đi chứ. Ăn cả luôn em, lột vỏ sao được? Đó được. Cái chanh thì có gì nữa. Có miếng chanh nhỏ xíu mà lột vỏ đi trời. Bị thúi rồi, bỏ qua đi. Cái gì? Đâu. Ok, bị thúi vậy là mày ăn 3 miếng, Na ăn 2 miếng. Ok. Ok. Rồi chấm với muối. Rồi. Trời còn được chấm với muối nữa trời, đáng nhẽ ăn không chứ. Xong. Còn miếng nữa, 3 miếng mà. Ta nhìn nó ăn ngon nữa trời. Đang cố là anh. Nó có tốt quả ra là mình ổn nhưng mà sâu bên trong nước mắt là hiện rộng. Sao mình cảm thấy thế nào? Ngon đúng không? Đã không? Dễ lắm, mình chạy nước miếng của mọi người không? Mất tim. Nữa đi, trời ơi ngon mà, trời ơi lâu lâu mới được có món này ngon, cùi chấm muối nữa, trời. Mà làm cái này gọi là mờ lèm đó mọi người ạ. Thôi vâng, phía bên này vẫn đang đứng cười. Vâng, cười đau khổ. Ok, vô đuối còn một miếng nữa kìa. Ok, chúng ta có cần nước không? Chắc đâu cần nữa đúng không? Có cái gì? Có. Rồi nhìn kia, nhìn cam. Rồi, tươi cười, ăn là phải cười, không có nhăn gì hết á, ăn mà nhăn cái gì? Ăn là phải cười. Cười đó, rồi, tươi cười, nhìn vào cam. Ăn cười cho được. Mấy cũng không ăn. Vâng, như vậy là dĩa chanh của chúng ta đã hết rồi và cảm ơn hai bạn và đây là hai cốc nước của hai bạn. Không phải thua đâu.
mình chịu thua để nhận được phần quà này, đúng không? Trời, đấy. Vâng, đó là phần quà. Chịu thua. Không phải mình thua đâu, mình răng chịu tay kìa trời. Chịu thua mà chụp tay tao làm cho tao mắng. Chơi mà chơi ăn gian nữa kìa trời. Và như vậy chương trình của chúng ta là kết thúc ngày hôm nay. Thì nếu như mà các bạn có muốn xem những video như thế này, những cách thức thách thức nhau như thế này thì nhớ đăng ký kênh Here We. Và bây giờ xin hẹn gặp lại các bạn vào những video sắp tới nha. Bye bye. Bye.